Kinh Ưu Mà Tắc Giới quyển 3 phẩm 13 Thâu Dữ. Tiền sinh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm, làm thế nào để nuôi dạy đệ tử? Phật dạy: Này Thiện Nam, nên dùng bốn nhiếp pháp để gồm thâu, khiến cho các đệ tử xa lìa những điều ác, tăng trưởng các điều thiện, chí tâm dạy bảo như dạy con một, không cầu báo đáp ơn nghĩa, không mong cầu tiếng khen lợi dưỡng, cũng không cầu cho mình được an vui. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu không có các điều nói trên mà nuôi dạy đệ tử thì đó là người xấu ác, là Bồ Tát giả danh, là hạng thấp kém dơ bẩn, không thanh tịnh, phá hoại pháp Phật, là người không được sự thương xót hộ niệm của mười phương chư Phật. Này Thiện Nam, Bồ Tát có thể tùy thời dạy bảo đệ tử. Ở đây nói tùy thời là lúc khởi tham sân si, khi đệ tử khởi tâm tham lam, để vì họ nói pháp đối trị khiến trừ được tâm tham lam. Còn sân và si thì cũng vậy, sau đó mới cho học 12 bộ kinh, thiền định tam muội, phân biệt nghĩa lý, điều phục thân tâm, tu pháp lục niệm, pháp không buông lung, chăm sóc nuôi dưỡng người bệnh, nhân tâm không khởi nhàm chán, chịu được những lời nói độc ác, chê bai mắng nhiếc hành hạ mà thân tâm vẫn chịu đựng. Giả sử có người khốn khổ thì nên vì họ mà cứu thoát, diệt trừ tâm xấu ác nghi ngờ của người. Biết được trình độ danh lanh lợi, trung bình hay ngu si, dạy người ngu dốt thì sanh làm cho họ khởi tính tâm, dạy người trung bình thì được thuần thục, dạy người lanh lợi mau được giải thoát. Nếu người nào siêng năng dạy bảo được như vậy, gọi là Bồ Tát thật nghĩa, là người chân thiện, là hoa sen trắng, là bậc hương tượng trong loài người, là đấng điều ngự trượng phu, là đại thiền sư. Này Thiện Nam, thà chấp nhận điều ác trong một ngày, giết nhiều sinh mạng, chứ không bao giờ nuôi đệ tử ác, không điều phục được. Vì sao? Này Thiện Nam, vì giới ác thì chỉ tai hại tự thân, còn nuôi đệ tử ác không dạy bảo được sẽ khiến cho vô lượng chúng sanh làm ác, có thể hủy bán vô lượng pháp lành, phá tan hòa hợp, khiến chúng sanh tạo năm tội cho giáng, như thế tội còn ác hơn các luật gây ác. Này Thiện Nam, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia có hai hạng đệ tử: xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia chỉ có một hạng đệ tử tại gia. Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia học 12 bộ kinh, tùy theo tội đã phạm, khuyên bảo sám hối, dạy tập tám trí, đó là pháp nghĩa, pháp trí, nghĩa trí, thời trí, tri túc trí, tự trí, chúng trí, căn trí, phân biệt trí. Này Thiện Nam, bậc đại Bồ Tát nếu có thể dạy bảo điều phục đệ tử xuất gia được như vậy thì thầy và trò đều được vô lượng lợi ích. Thầy trò như vậy làm hưng thạnh ngôi Tam Bảo. Vì sao? Vì người đệ tử sau khi biết được tám trí sẽ chuyên cần chăm sóc sư trưởng, hòa thượng và người có đức độ già yếu, lãnh thọ thọ lời nói tốt, sẽ đang đập tụng với bố thí pháp, tâm không buông lung, điều phục chúng sanh, chăm sóc người bệnh, cung cấp cho kẻ nghèo. Này thì Nam Bồ Tát xuất gia nếu có đệ tử tại gia cũng trước dạy pháp không buông lung. Không buông lung tức là pháp hành, là cúng dường cha mẹ, các sư trưởng, hòa thượng, người lớn tuổi, người có đức độ, cúng dường sự an vui, chí tâm thọ giới, không để hủy phạm lãnh vật của người gửi, không nên sử dụng, thấy người giận dữ phải nên nhẫn nhịn, những lời hung ác và những lời không có ý nghĩa quyết không nói đến, thương yêu chúng sanh, được các vị quốc vương đại thần thường phải cung kính khiếp sợ, điều phục vợ con quyến thuộc, phân biệt kẻ oán người thân, không xem thường chúng sanh, diệt trừ kiêu mạn, không gần bạn xấu, ăn uống điều độ, diệt trừ tham dục, hạn chế ham muốn, chỉ biết vừa đủ, những nơi tranh cãi không nên đến đó, cho đến cười đùa không nói lời xấu ác, đó gọi là pháp không buông lung. Bồ Tát xuất gia nếu nuôi đệ tử tại gia trước phải dạy pháp không buông lung, lúc khổ hay vui thường nên chia sẻ. Giả sử người đệ tử tại gia nghèo khó thiếu thốn cần phải biết để giúp đỡ, ngoài 6 vật của người xuất gia ra còn bất cứ vật gì cũng không nên tham tiếc. Lúc họ bệnh nên tìm vật cần dùng, còn khi nuôi bệnh thì không khởi tâm nhàm chán. Nếu tự mình không có tài vật nên đi bốn phương tìm cầu không được thì mượn tài vật của Tam Bảo. Sau khi lành bệnh theo luật thế gian trả gấp 10 lần, như phép trị dân của vua Ba Tư Nặc, nếu không trả được nên dạy ông này dây mượn của Tam Bảo.
rất nhiều không thể trả được, và nên siêng năng tu tập chứng quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán, hoặc chí thành phát tâm Bồ Đề, hoặc dạy bảo ngày người sanh tính tâm thanh tịnh trong Phật pháp, hoặc diệt trừ tà kiến sâu nặng của một người Bồ Tát xuất gia, có thể dạy bảo đệ tử tại gia như vậy thì cả thầy lẫn trò đều được lợi ích vô lượng. Này thì Nam Bồ Tát tại gia, nếu không nuôi đệ tử tại gia trước cũng nên dạy pháp không buông lung. Pháp không buông lung tức là cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, người lớn tuổi, người đức độ, là phải cung cấp cho anh em, vợ con, bà con quyến thuộc, người sắp đi xa và kẻ xa lạ đến, nếu có tôi tớ trước cho ăn uống, sau mới nhờ việc, hoặc dạy cho họ chánh tín tam bảo, khổ vui cùng hưởng, quyết không hưởng vui riêng, tùy theo các thời mà ban thưởng, không nên đỡ họ đói khát, đừng bao giờ đánh đập mắng nhiếc làm họ đau khổ, và nên dùng lời dịu dàng khuyên răn dạy bảo. Giả sử họ bị bệnh thì chăm sóc điều trị tùy theo sự thiếu thốn của họ mà cấp dưỡng. Những việc của thế gian đều đem dạy bảo hết, cưới vợ cho họ thì lựa chỗ xứng đáng, không nên chọn chỗ thấp kém. Giải Nam Bộ Kinh của Đức Như Lai, thấy người chia rẽ nên quy hòa hợp, đã hòa hợp rồi khiến họ tăng trưởng tâm lành, tất cả người xuất gia trong ngoài các đạo tùy ý cúng dường, không được lựa chọn. Vì sao? Vì trước phải đem bố thí để gồm tâu, sau đó điều phục, đem pháp lục hòa dạy bảo, nếu cầu tài vật buôn bán làm ruộng phụng sự vua quan, thường phải chí tâm đúng như chánh pháp mà làm, sau khi làm ra của cải phải giữ gìn hay làm phước, khi thấy người khác làm khởi tâm vui mừng, đó gọi là pháp không buông lung. Bồ Tát tại gia đối dạy bảo đệ tử tại gia được như vậy thì cả thầy lẫn trò đều được lợi ích vô lượng. Này thiện nam Bồ Tát tại gia, để được tự tại làm chủ một nước lớn thì nên giúp đỡ nhân dân như người con một, dạy dạy xa lìa các việc ác, tu hành các phép lành, thấy người làm ác trừng phạt khiển trách, cho nên chém giết, tài bạc của dân 6 phần chỉ đóng thuế 1 phần, thấy người giận dữ dạy họ tu tập nhẫn nhục và không buông lung, nói lời dịu dàng phân biệt người thiện kẻ ác, thấy người có tội bỏ qua không tra khảo, tùy theo tài vật mình có thường hay bố thí, tùy theo sức lực của mình mà đọc tụng Nam Bộ Kinh, khéo giữ gìn thân bạn tài vật, giáo hóa chúng sanh không cho làm ác, thấy người nghèo khổ khởi tâm thương xót, ở trong đất nước của mình thường hay tu tập hạnh biết đủ, người ác hủy bán quyết không u buồn, không làm việc phi pháp để cầu tài vật, như pháp mà giữ gìn đất nước, xa lìa 7 điều ác. 1. Không thích đánh bạc đánh cờ. 2. Không thích săn bắn. 3. Không thích uống rượu. 4. Không thích theo dục lạc. 5. Không thích nói lời thô ác. 6. Không thích nói lời hai lưỡi. 7. Không thích làm điều phi pháp để cầu tài vật. Thường thích cúng dường cho người xuất gia, thường khiến mọi người trong nước xem vua như cha mẹ, tin nhân tin quả, thấy người hơn mình cho nên ganh ghét, thấy mình hơn người không nên cao ngạo, biết mang ơn phải trả ơn, ơn nghĩa dù ít đáp đền phải lớn, điều phục các căn thanh tịnh ba nghiệp, khen người hiền lành, quả trách người ác. Trước khi muốn nói lời, nói lựa lời dịu dàng, nếu mình không có thế lực đúng như pháp mà lại thuộc người ta, lúc chiếm lấy đất nước của kẻ khác huy động bốn thứ binh lính chúng sanh khiếp sợ nên cứu thoát họ, thường dùng tứ nhiếp pháp mà tống lãnh họ, khéo biết phân biệt mỗi mỗi pháp tướng, có người không muốn thọ lãnh chánh pháp phải nên dịu dàng để điều phục họ. Này thì Nam Bồ Tát có 2 hạng tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia nuôi dạy 2 hạng đệ tử không lấy làm khó. Còn Bồ Tát tại gia nuôi dạy chỉ 1 hạng đệ tử, nhưng thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân xấu ác ràng buộc. Phẩm 14. Thọ giới. Tiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tại gia làm thế nào để được thọ giới ưu bà tắc? Phật dạy: Này thì Nam Bồ Tát tại gia, nếu muốn thọ trì giới ưu bà tắc, trước nên tuần tự cúng dường 6 phương đông tây nam bắc trên dưới. Phương đông tức là nói về cha mẹ, nếu người cúng dường cha mẹ y phục, thực phẩm ăn uống, chăn nệm, thuốc men, phòng ốc, đồ vật quý, cung kính lễ bái, khen ngợi tôn trọng, thì người ấy gọi là cúng dường phương đông. Cha mẹ cũng lấy 5 điều trao lại: 1. Thật lòng thương yêu. 2. Quý không dối gạt. 3. Trả tài sản cho con. 4. Lựa dòng họ cao quý mà cưới gả cho con. 5. Dì bảo nghề nghiệp cho con. Phương Nam tức nói về thầy tổ, nếu người nào cúng dường thầy tổ y phục,
thực phẩm ăn uống, chân đàm giúp men tôn trọng, khen ngợi cung kính lễ bái, thức khuya dậy sớm, vâng lời làm theo sự dạy bảo chân chánh của thầy, thì người ấy gọi là cúng dường phương nam. Ngược lại vị thầy cũng đem năm điều đáp lại: một, dạy bảo cấp tốc không để mất thời giờ; hai, dạy bảo hết những điều mình đã biết; ba, học trò hơn mình vẫn không sanh tâm ganh ghét; bốn, dự ấm cho bậc nghiêm sư bạn tốt; năm, gần lúc qua đời để có tài sản giao phó cho học trò. Phương Tây tức là nói về vợ con, nếu người nào cung cấp cho vợ con y phục, thực phẩm, ăn uống, chăn đệm, thuốc men, chuỗi ngọc và đầy đủ đồ trang sức, người ấy gọi là cúng dường phương Tây. Ngược lại vợ con cũng đem 14 điều đáp lại: một, khó lòng kinh doanh sự nghiệp; hai, chăm làm công việc không biếng nhác; ba, hiểu là việc gì quyết làm cho xong; bốn, là việc lanh lẹ không để mất thời gian; năm, thường vì chồng chăm sóc người thân và bạn bè của chồng; sáu, giữ gìn sạch sẽ phòng xá trang điểm; bảy, kính mến chồng, nói lời dịu dàng với chồng, nói đối với tôi tớ dạy bảo dùng lời dịu dàng; chín, khôn khéo giữ gìn của cải; 10, thức khuya dậy sớm; 11, làm các món ăn sạch sẽ; 12, nhận chịu những lời dạy bảo; 13, che kín những việc xấu; 14, chăm sóc những người tật bệnh. Nói về phương Bắc tức là tiền tri thức, nếu có người nào hay cúng dường bạn lành tri thức, tùy sức giúp đỡ, khen ngợi cũng có lại bái, nói lời dịu dàng, đó là người cúng dường phương Bắc. Ngược lại, thiện hữu tri thức sẽ phải dùng bốn việc báo đáp trở lại: một, dạy họ tu pháp lành; hai, bảo xa lìa pháp ác; ba, lúc họ khiếp sợ phải cứu giúp; bốn, khi họ buông lung tìm cách ngăn cản. Nói về phương dưới tức là tôi tớ, nếu có người cung cấp cho kẻ tôi tớ về y phục, thức ăn, thuốc men khi đau ốm, không la mắng đánh đập, đó là người có thể cung cấp phương dưới. Trái lại, tôi tớ nên dùng 10 việc đáp lại: một, không gây tội lỗi; hai, không phải đợi sai bảo mới làm; ba, khi làm quyết phải cho xong; bốn, làm mau không chậm trễ; năm, tuy chủ dù suy sụp khốn khổ cùng trọn không xa lìa; sáu, thường dậy sớm; bảy, giữ gìn của cải; tám, dù thọ ân rất ít nhưng đền đáp lại nhiều lần; chín, chí tâm cung kính; 10, khôn khéo che giấu việc xấu. Nói về phương trên tức là sa môn, bà la môn, vân vân. Nếu có người nào cúng dường sa môn, bà la môn với y phục, thực phẩm, ăn uống, phòng xá, và cồn thuốc men khi đau ốm, lúc họ sợ hãi có thể có giúp, gặp đời đói khát đem của bố thí, nghe chuyện xấu ác tìm cách ngăn dứt, cung kính lễ bái, tôn trọng khen ngợi, đó là người có thể cúng dường phương trên. Là người xuất gia phải lấy năm việc để đền đáp lại: một, dạy họ khởi niềm tin; hai, dạy bảo họ phát sanh trí huệ; ba, dạy họ thực hành bố thí; bốn, dạy họ giữ gìn giới cấm; năm, dạy bảo học rộng nghe nhiều. Nếu có người cúng dường sáu phương như vậy thì người ấy sẽ được tăng trưởng tuổi thọ, của cải giàu có và có thể thọ trì giới Ưu Bà Thất. Này thì nam, nếu có người muốn thọ giới Ưu Bà Thất để tăng trưởng tuổi thọ và có nhiều của cải, trước thưa với cha mẹ, nếu cha mẹ đã đồng ý nên cho vợ con tuổi thế biết, những người ấy đều bằng lòng. Cuối cùng đến thưa với người cầm quyền trong nước, người cầm quyền trong nước cho rồi, ở đâu có người xuất gia phát tâm bồ đề, liền đến các vị ấy cúi đầu đảnh lễ, dù là dịu dàng xin thưa: bạch đại đức, con là trượng phu đầy đủ thân nam tử, nên con muốn thọ giới bồ tát ưu bà tát, cúi xin đại đức từ bi thương xót chấp nhận cho. Lúc ấy vị tỳ kheo nên hỏi: cha mẹ vợ con tôi tớ và nhà cầm quyền trong nước có bằng lòng chưa? Nếu người ấy đáp đã bằng lòng, nên hỏi tiếp: ông có vay mượn tài vật của Phật Pháp Tăng và tài sản người khác không? Nếu nói không có vay mượn, nên nói hỏi tiếp: nay thân ông trong ngoài có thất bệnh gì không? Nếu nói không có thì nên hỏi tiếp: ông có làm điều gì tội lỗi với các tỳ kheo và tỳ kheo đây không? Nếu nói không thì nên hỏi tiếp: ông có thờ tổ ngũ nghịch không? Nếu nói không thì nên hỏi tiếp: ông có lắng nghe trộm pháp không? Nếu nói không thì nên hỏi tiếp: ông có phải là người hai căn hay không căn? Có phá hoại tám quan trai giới không? Có giết người phát tâm bồ đề không? Có trộm vật của chúng tăng hiện tiền, nói lời hai lưỡi là hung dữ đối với mẹ chị em làm việc phi pháp không? Ở trong đại chúng có nói dối không? Nếu nói không thì nên hỏi tiếp: này thiện nam, giới Ưu Bà Tát rất là rất khó. Vì sao? Vì giới ấy là nền tảng cho 10 giới của Sa Di, đại giới của tỳ kheo và của Bồ Tát, cho đến quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Chứ tâm thọ trì giới Ưu Bà Tát thì có thể được nhiều lợi ích như những giới khác. Nó có hủy phạm giới ấy, tức là nhiều đời bị đọa vào ba đường ác, chịu nhiều thống khổ. Nay ông muốn được nhiều lợi ích có chí tâm nhận lãnh không? Nếu người muốn thọ giới nói
con xin chí tâm thọ nhận thì nên dạy giới ưu Bồ Tát khó lắm. Nếu quy y Phật rồi mà ta bỏ thân mạng, quyết không quy y trời thần quỷ Phật, vân vân. Nếu quy y pháp rồi ta bỏ thân mạng, quyết không vâng theo kinh sách ngoại đạo. Nếu quy y tăng rồi ta bỏ thân mạng, quyết không theo thầy tại bản ác. Ông có làm được vậy mà quy y tam bảo không? Nếu đó có thể được thì nên dạy tiếp. Này thiện nam, giới ưu Bồ Tát rất là khó. Nếu người quy y tam bảo rồi thì phải bố thí sự không sợ hãi cho đến cho tất cả chúng sanh. Nếu đã có thể bố thí sự không sợ hãi, tức là người được giới ưu Bồ Tát cho đến quả chánh đẳng chánh giác vô thường. Ông có làm được như vậy mà bố thí sự không sợ hãi cho tất cả chúng sanh không? Nếu nói có thể bố thí được cho nên dạy tiếp. Con người có năm điều trong hiện tại không thể làm tăng trưởng tòa bạc và của cải: ưa giết hại, ưa trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tất cả chúng sanh do giết hại nên đời hiện tại bị xấu xí, hung tợn, tự ác đồn xa, tham ăn án ngủ, tạo vật hao tổn, quý tu chia lìa, thánh hiền quả trách. Mọi người đều không tin tưởng kẻ khác tạo tội bị tai họa lây, đó là nghiệp quả báo quả xấu ác trong đời hiện tại. Khi bỏ thân mạng sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều cơ khổ cực, đói khát, tọa mạng, xấu xí, hung tợn, tên tuổi, độc ác, vân vân. Đó là nghiệp quả xấu ác ở đời sau. Nếu được làm người thì thân hình xấu xí, hung tợn, nghèo cùng, biết yếu, vì sức lực do một người xấu ác kia sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả. Năm giống dưa lúa đều bị giảm bớt. Người ác gây tai ương cho cả một thiên hạ. Nếu người ưa trộm cướp thì thân hình cũng xấu ác, hung dữ, tên tuổi xấu xa, chết yểu, tài sản tuôn giảm, bà con xa lìa. Người khác mất gì đều nghĩ đến mình, dù ở gần gũi với người mà không được tin cậy thường bị thánh hiền quả trách. Đó gọi là quả báo ở hiện tại. Sau khi sẽ bỏ thân mạng đọa vào địa ngục, chịu thân thể xấu xa, hung dữ, tên tuổi ghê tởm, đói khát, khổ não, thọ mạng như vậy rất là lâu dài. Đó là quả báo đời sau. Nó được làm người là bị nghèo khổ, dù có tài vật cũng bị đánh mất, không được cha mẹ anh em vợ con yêu mến, thân thường thọ khổ, tâm luôn sầu não vì sức lực của người xấu ác ấy. Và đến tất cả nhân dân, dù có ăn uống nhưng không được mạnh khỏe tốt đẹp, do quả báo xấu ác của người ấy làm ảnh hưởng đến mọi người. Này thì nếu có người ưa nói dối thì người ấy đời hiện tại hay nói lời hung dữ, thân hình xấu xí, dù nói lời chân thật nhưng người ta vẫn không tin, mọi người đều chán ghét và không muốn thấy. Đó là quả báo trong đời hiện tại. Sau khi sẽ bỏ thân này sẽ đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ, đói khát, khổ não. Đó là quả báo đời ở đời sau. Nếu được làm thân người, môi miệng không đầy đủ, có nói ra điều gì dù là lời chân thật nhưng không ai tin cậy, người thấy không thích, dù nói chánh pháp cũng không ai nghe, vì sức lực của người xấu ác này là ảnh hưởng đến mọi vật, tất cả sự sinh sống đều bị giảm. Này thì nam, nếu có người ưa uống rượu thì người ấy đời hiện tại hay mất của cải, thân tâm có nhiều tật bệnh, người thường ưa tranh cãi, tiếng xấu đồn xa, hao mòn trí tuệ, tâm không biết hồi thiện, sắc mặt xấu xí, ốm yếu, thường bị mọi người quả trách, người không muốn thấy, không thể tu pháp lành ấy gọi là ác báo hiện tiền của người uống rượu. Sau khi sẽ bỏ thân mạng, rồi trong địa ngục, chờ đối khác, vân vân, nhiều sự thống khổ, đó gọi là quả báo đời sau. Nếu được làm người thân tâm thường bị tán loạn, không thể nhất tâm chánh niệm suy nghĩ pháp thiện, vì sức lực của người ấy, người ác ấy mà ảnh hưởng đến tất cả ngoại vật nuôi sống, mọi loại đều bị hư hoại. Này thì nam, nếu có người ưa tà dâm, người ấy không thể giữ gìn thân mình và thân người khác, tất cả chúng sanh thế đều sanh nghi ngờ, những việc đã làm đều nói dối hết, trong mọi thời gian chịu mọi thống khổ, tâm thường tán loạn, không thể tu tập pháp lành, thường mất của cải, vợ con không yêu mến, chết yểu. Đó là quả báo trong đời hiện tại của sự tà dâm. Sau khi sẽ bỏ thân mạng rơi vào địa ngục, thọ phải thân hình xấu xí, đói khát, sống lâu trong sự khổ não. Đó là quả báo đời sau. Nếu làm thân người hình hài xấu xí, lời nói hung dữ, mọi người không muốn nhìn, không thể giữ gìn vợ con trai con gái, vì sức lực của người ác ấy dẫn đến tất cả cảnh vật không được tự tại. Này thiện nam, năm pháp ác này ông nay thành thật sẽ lìa được chứ? Nếu trả lời được lại nên dạy tiếp. Này thiện nam, tạo giới ưu Bồ Tát có bốn việc không nên làm: nhân duyên tham lam không nên hư vọng, nhân duyên sân hận si mê khiếp sợ không nên hư vọng. Bốn việc ác ấy ông có thể xa lìa được chứ? Nếu nói xa lìa được lại nên dạy tiếp. Này thiện nam, tạo giới ưu Bồ Tát có năm chỗ không nên đến. Người hàng thật
chốn lầu xanh, nơi quán rượu, nhà của vua, kẻ đê tiện. Năm chỗ như vậy ông có thể xa lì được chứ? Nếu trả lời được thì nên giải tiếp. Này thì đem, tòa dưới ương và thất có 5 điều không được làm. Một, không buôn bán sinh mạng muôn loài. Hai, không buôn bán dao gươm. Ba, không buôn bán thuốc độc. Bốn, không bán rượu. Năm, không được chèn ép ức hiếp. Năm việc như vậy ông có thể xa lì được chứ? Nếu nói được thì nên dạy tiếp. Tòa giới ương và tất có 3 việc không nên làm. Không nên làm nghề chải lưới, không làm nghề thợ nhuộm, không nên làm nghề thuộc da. 3 việc như vậy ông có thể xa lìa được chứ? Nếu nói xa lìa được thì nên dạy tiếp. Này thì nam, tòa giới ương và tất lại có 2 việc không nên làm. Cờ bạc, các loại đờn ca sướng hát. 2 việc như vậy ông có thể xa lìa được chứ? Nếu trả lời xa lìa được thì nên dạy tiếp. Này thì nam, thọ giới ương bà ta có 4 loại người không nên gần gũi: cờ bạc, rượu chè, dối trá, bán rượu. 4 hạng người như vậy ông có thể xa lì được chứ? Nếu trả lời xa lì được thì nên lại nên giải tiếp. Này thì nam, thọ giới ương bà ta có pháp buông lung không nên làm, như khi nóng lạnh đói khát được ăn nhiều. Từ sáng mai đến chiều tối, lúc buồn, lúc làm việc, lúc sắp làm việc, lúc được, lúc mất, lúc sợ, lúc mừng, lúc nạn giặc, lúc đói kém, bệnh khổ, lúc trai trẻ hay già yếu, lúc giàu, lúc nghèo, lúc thân bạn mong cầu của cải. Trong những lúc ấy không lo tu pháp lành, ông có thể xa lìa được chứ? Nếu trả lời xa lìa được thì nên dạy tiếp. Này thì nam, thọ giới ương bồ tát trước phải học việc đời. Khi học được rồi, đúng như pháp mà làm ra của cải. Nếu làm được của cải, nên chia ra làm 4 phần. Một phần cúng dường cha mẹ nuôi vợ con quyến thuộc. Hai phần nên như pháp làm vốn buôn bán, còn một phần giữ lại. 4 việc như vậy ông có thể làm được chứ? Nếu trả lời làm được thì nên giải tiếp. Này thì nam, tài vật không nên gửi hay giao cho chúng 4 chỗ: người già, chỗ cách xa, người tâm ác, người có nhiều quyền thế. 4 nơi ấy ông có thể tránh được chứ? Nếu trả lời được ông lại nên giải tiếp. Này thì nam, tại giới ưu bà tắc có 4 hạng người nên xa lánh: người thích nói lỗi kẻ khác, người thích nói điều tà kiến, người miệng nói lời dịu dàng mà tâm độc ác, người làm ít mà ưa nói nhiều. 4 hạng người ấy ông có thể tránh xa được chứ? Nếu trả lời được phải khiến cho người ấy trong suốt 6 tháng gần gũi phụng sự bậc xuất gia có trí. Người trí ấy là nên để tâm quan sát hành động đi đứng nằm ngồi của vị tòa giới. Nếu biết người ấy y như là vậy mà thực hành qua 6 tháng rồi, mời 20 vị tăng làm phép bạch yết ma. Các đại đức tăng xin lắng nghe. Đây có người đến trước chúng tăng xin thọ giới ưu và thất suốt 6 tháng nay, trang nghiêm thanh tịnh trong 4 oai nghi, chí tâm thọ trì pháp trang nghiêm thanh tịnh. Người này là bậc trượng phu đầy đủ thân nam tử. Nếu chúng tăng bằng lòng thì im lặng, nếu ai không bằng lòng thì nói. Nếu chúng ta bằng lòng rồi, người thầy lại nói: này thiện nam, hãy chú ý lắng nghe. Chúng ta đã hòa hợp và chấp nhận cho ông thọ giới ưu và tắc. Giới này là cội gốc của tất cả các pháp thiện. Nếu thành tựu được giới này sẽ chứng được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hàm. Nếu phá giới này thì sau khi mạng chung sẽ đọa vào ba đường ác. Này thiện nam, giới ưu và tắc là không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì thọ giới này rồi, dù hưởng thọ năm thức dục lạc cũng không chướng ngại quả tu đà hoàn cho đến quả a la hàm, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Ông vì thương cái chúng sanh mà thọ giới đấy ấy ư ấy chứ? Nếu trả lời là phải thì bây giờ người thầy cho phép cho vị ấy pháp quy y tam bảo. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Toàn pháp tam quy xong gọi là ưu bà tắc, bây giờ người thầy lại giải tiếp. Này thiện nam, hãy lắng nghe. Đức Như Lai nói giới ưu bà tắc hoặc có một phần, hoặc có nửa phần, hoặc không có phần nào, hoặc có nhiều phần, hoặc có toàn phần. Nếu ưu bà tắc thọ tam quy rồi không thọ năm giới gọi là ưu bà tắc, nếu thọ tam quy rồi và giữ một giới gọi là một phần, thọ tam quy rồi và giữ hai giới gọi là tiểu phần, nếu thọ tam quy y rồi và giữ hai giới, nếu phá một giới gọi là không có phần nào. Thọ tam quy y rồi và giữ ba giới, bốn giới gọi là nhiều phần. Thọ tam quy y rồi và giữ năm giới gọi là toàn phần. Ông này muốn thọ ưu bà tắc một phần,
Hai ưu Bồ Tát toàn phần, tùy ý người muốn thọ trả lời. Bây giờ người thầy tùy ý muốn người thọ mà trao truyền cho họ. Trả giới xong là giải tiếp. Ưu Bồ Tát có 6 giới trọng. Này thì nam, Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, dù là thiên nữ cho đến loài kiến côn trùng cũng không nên giết. Nếu thọ giới rồi hoặc miệng sang người khác giết hay tự mình giết thì người ấy mất giới Ưu Bồ Tát, người ấy không được luận pháp huống là Tu La Hoàn đến Anaham. Đó là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát phiền não. Đó là giới trọng thứ nhất. Ưu Bồ Tát vì dù gì bản thân cũng không nên trộm cắp, dù chỉ một tiền, nếu phá giới này người ấy sẽ mất giới Ưu Bồ Tát, người ấy không được đoạn pháp hướng là Tu Đà Hoàn đến Anaham. Ấy là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát phiền não. Đó gọi là giới trọng thứ hai. Ưu Bồ Tát dù vì thân mạng cũng không nên nói dối, ta đã được pháp quán bất tịnh đến Anaham, nếu phá giới này sẽ mất giới Ưu Bồ Tát, là người không được đoạn pháp huống là Tu Đà Hoàn đến Anaham. Đó là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát đầy phiền não. Đó là giới trọng thứ ba. Ưu Bồ Tát vì dù thân mạng cũng không tà dâm, nếu phá giới này người ấy sẽ mất giới Ưu Bồ Tát, người ấy sẽ không được đoạn pháp huống là Tu Đà Hoàn đến Anaham. Là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát đầy phiền não. Đó là giới trọng thứ tư. Ưu Bồ Tát vì dù vì thân mạng cũng không nói nỗi lòng của tỳ kheo ni, Ưu Bồ Tát, Ưu Bà Di, nếu người phá giới này sẽ mất giới Ưu Bồ Tát, người ấy không được đoạn pháp huống là Tu Đà Hoàn đến Anaham. Là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát đầy phiền não. Đó là giới trọng thứ tư, thứ năm. Ưu Bồ Tát dù vì thân mạng cũng không được bán rượu, nếu người phá giới này sẽ mất giới Ưu Bồ Tát, người ấy không được đoạn pháp huống là Tu Đà Hoàn đến Anaham. Là Ưu Bồ Tát phá giới, Ưu Bồ Tát xấu xa, Ưu Bồ Tát hạ tiện, Ưu Bồ Tát không sạch, Ưu Bồ Tát đầy phiền não. Đó là giới trọng thứ sáu. Này thiện nam, nếu thọ giới Ưu Bồ Tát như vậy là chí tâm giữ gìn không để khuyết phạm thì sẽ đạt được kết quả của giới đã nói như trên. Này thiện nam, giới Ưu Bồ Tát là chuỗi ngọc đại trang nghiêm, là hương vi diệu sâu khắp các cõi, an pháp bất thiện, làm thiện luật nghi, là kho tàng quý báu vô thượng, là dòng họ cao quý, là chỗ thanh tịnh, là vị cam lồ, là chỗ sanh pháp lành. Người phát tâm là đã được lợi ích vô lượng, huống gì nhất tâm thọ trì không hủy phạm. Này thiện nam, như lời Phật dạy, nếu Ưu Bồ Tát thọ trì giới rồi mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì vị Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không có sám hối thì bị đọa, là việc làm không được trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ trì giới mà còn thích uống rượu thì vị Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không sám hối thì sẽ bị đọa, đó là làm việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi mà nhầm gớm không chăm sóc người bệnh thì vị Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không sám hối, bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, thấy người đến sinh mà không cho nhiều ít để họ về không, vì Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không sám hối thì bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, thấy các vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, bậc trưởng lão công túc và những Ưu Bồ Tát vân vân mà không đứng dậy đón chào lễ bái thăm hỏi, thì vị Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không sám hối thì bị đọa, đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, thấy tỳ kheo ni hoặc Ưu Bồ Tát ở bà gì phá giới mà khởi tâm kiêu mạn nói ta hơn những người kia không được như ta, vì Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không sám hối thì bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, trong mỗi tháng không có 6 ngày để thọ trì Bát Quan Trai Giới, cúng dường Tam Bảo thì bị Ưu Bồ Tát ấy bị tội thất ý, không lo sám hối thì bị đọa, đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi, trong phạm vi 40 dặm có nơi giảng pháp mà không lắng nghe thì bị Ưu Bồ Tát ấy phạm tội thất ý, không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi mà thọ nhận sàng tòa ngoài cổ của tăng tường trú, vì Ưu Bồ Tát ấy phạm tội thất ý, không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu Ưu Bồ Tát đã thọ giới rồi
Nghi trong nước có côn trùng mà cô ấy uống, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi, đến những nơi hiểm nạn không có bạn mà cứ một mình đi, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi, một mình ở lại chùa đi, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi, vì của cải thân mạng mà đánh đập tôi tớ của người khác, vì ưa tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi mà đem thức ăn thừa cho tỳ kheo đây ưa mà tắc ưa mà gì, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi mà còn nuôi mèo chuồng, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi mà nuôi dưỡng voi ngựa trâu dê lạc đà tất cả cầm thú mà không làm phép tịnh thí cho người chưa thọ giới, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, đó vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi mà không dự trữ tăng già lê bình bát tích trượng, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi vì thân bạn cần phải làm ruộng vườn, không tìm chỗ nước trong và ruộng cao để gieo trồng, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy việc không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi mà vì thân bạn ở chợ phố con lừa buôn bán, một khi nói giá cả xong không được nói giá thêm hay dùng cân đo lường không ngay thật đầy đủ, nếu như có người nào đo lường không đầy đủ phải bảo họ đo lường thành thật, nó không làm được như vậy thì bị ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi, hình dâm không phải chỗ không phải thời, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi không buôn bán, khi buôn bán không chịu nộp thuế trốn bỏ đi, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã ấy đã thọ giới rồi bị phạm luật cấm của quốc gia, thì vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã thọ giới rồi có lúa mới trái cây rau cải đầu mùa mà không đem cúng dường tam bảo mà tự dùng trước, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã thọ giới rồi chúng ta không cho phép nói pháp khêu gợi mà vẫn cứ làm, vì ưa tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi ra đường đi trước tỳ kheo xe di, vì ưa tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã tội giới rồi phân chia thức ăn cho chúng tăng mà thương thầy mình chọn thức ăn ngon và quá phần, thì vì ưa tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã thọ giới rồi mà nuôi tầm, vì ưa mà tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Nếu ưa mà tắc đã thọ giới rồi lúc đi đường gặp người bệnh không dừng lại chăm sóc thăm hỏi tìm phương tiện nhờ gửi cho người ở gần mà bỏ đi, thì vì ưa tắc ấy phạm tội tắc ấy không lo sám hối sẽ bị đọa, vì đó là việc làm không trong sạch. Này thì anh em, nếu ưu bà tắc chí tâm thời địa giới như vậy, người ấy được gọi là ưu bà tắc như bông sen trắng quý nhất, là ưu bà tắc có đức hạnh có hương thơm vi diệu, là bông sen trong sạch trong hàng ưu bà tắc, là báu vật chân thật trong hàng ưu bà tắc, là người trượng phu trong hàng ưu bà tắc. Này thì anh em, như Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia gọi là tỳ kheo, Bồ Tát tại gia gọi là ưu bà tắc. Bồ Tát xuất gia giữ giới, giữ gìn giới xuất gia không khó. Bồ Tát tại gia giữ gìn giới tại gia mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sáu ác ràng buộc. Phẩm 15 tịnh giới. Thiện sinh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có người đã thọ trì giới này nhưng làm sao giữ gìn cho được thanh tịnh? Phật dạy, này thiện nam, có ba điều làm cho giới này được trong sạch: tinh Phật, pháp tăng, tinh sâu về nhân quả. Có tâm hiểu biết là có bốn điều: một, tâm từ; hai, tâm bi; ba, không tham lam; bốn,
Chỗ chưa có ơn, trước phải làm ơn. Là có 5 điều. Một, đối với người oán thù, trước dùng điều tốt để làm lợi ích cho họ. Hai, thấy người sợ hãi, ra sức bảo vệ họ. Ba, người ăn xin đến, dù họ chưa nói, trước ta phải mở lòng thương, xót giúp đỡ cho họ. Bốn, hệ bố thí, các nơi đều bình đẳng, không phân biệt. Năm, ban đức từ bi cho khắp tất cả, không cần đợi chờ cho đầy đủ cơ duyên. Là có 4 điều. Một, không tự xem thường mình, không có khả năng được quả vị bồ đề. Hai, khi tu tập hướng đến quả vị bồ đề, giữ tâm bền vững. Ba, siêng năng tu tập tất cả pháp lành. Bốn, làm những công việc lớn, tâm không mỏi mệt và hối hận. Là có 4 điều. Một, tự học pháp lành, sau khi học xong dạy cho người khác. Hai, tự xa lìa pháp ác và dạy người khác xa lìa pháp ác. Ba, khôn khéo phân biệt pháp lành và pháp ác, đối với tất cả pháp không có bám giữ và dính mắc. Là có 4 điều. Một, biết các pháp hữu vi đều không có ta và của ta. Hai, biết tất cả nghiệp đều có quả báo. Ba, biết pháp hữu vi đều là vô thường. Bốn, biết từ khổ sanh vui, từ vui sanh khổ. Là có 3 điều. Một, đối với chúng sanh tâm không dính mắc. Hai, bố thí niềm an vui cho chúng sanh, tâm luôn bình đẳng. Ba, làm việc đúng như lời nói. Là có 3 điều. Một, bố thí những nhân vui cho chúng sanh. Hai, việc làm không cần trả ơn. Ba, tự quyết định ta sẽ thành quả chánh đẳng, chánh giác vô thượng. Là có 3 điều. Một, vì các chúng sanh chịu nhiều khổ cực. Hai, thức thời lãnh thọ. Ba, trong thời gian tu tập không dừng nghỉ, dù chịu khổ cực tâm không hối hận. Là có 3 điều. Một, chưa trừ được tâm tham ái và có thể xả được những điều yêu thích cho người khác. Hai, chưa trừ được lòng giận dữ, nhưng nếu có người đem điều ác ép cho mình vẫn có thể nhận chịu được. Ba, chưa trừ được tâm si mê và có thể phân biệt được pháp thiện ác. Là có 3 điều. Một, khéo biết phương tiện dạy bảo chúng sanh xa lìa pháp ác. Hai, khéo biết phương tiện dạy bảo chúng sanh tu tập pháp thiện. Ba, lúc chiếu hóa chúng sanh tâm không mỏi mệt và hối tiếc. Lại có 3 điều. Một, vì muốn chúng sanh lúc lìa thân đau khổ, đối với thân mạng tôi không tham tiếc. Hai, vì muốn chúng sanh lúc lìa tâm đau khổ, đối với thân mạng tôi không tham tiếc. Ba, lúc giáo hóa chúng sanh tu tập pháp lành, đối với thân mạng tôi không tham tiếc. Lại có 3 điều. Một, từ bỏ việc mình trước kinh doanh việc cho người. Hai, lúc kinh doanh việc của người không được lựa chọn thời tiết. Ba, chưa bao giờ lo sợ cực khổ bất não. Lại có 3 điều. Một, tâm không ganh ghét, thấy người khác hưởng an vui, tâm sanh vui mừng. Ba, tâm luôn luôn hướng thiện, liên tục không cho gián đoạn. Lại có 3 điều. Một, thấy người khác có ích tâm thiện, mình luôn ghi nhớ. Hai, người khác giúp đỡ dù chút ít, vẫn lo suy nghĩ báo đáp nhiều. Ba, trong vô lượng kiếp, chịu nhiều khổ cực, tâm vẫn bền vẫn không thối chuyển. Lại có 3 điều. Một, biết rõ sinh tử có nhiều tội lỗi là do không xả bỏ tất cả nghiệp ác. Hai, thấy các chúng sanh không có người quy y, làm lễ quy y cho họ. Ba, thấy các chúng sanh giận dữ thì sinh tâm thương xót, không khiển trách, không chấp lỗi lầm của họ. Lại có 3 điều. Một, thân cận bạn lành. Hai, nghe pháp không nhàm chán. Ba, chú tâm học hỏi lời dạy của thiện tri thức. Lại có 9 pháp. Xa lìa ba pháp, ba thời không hối hận, bình đẳng bố thí cho ba hạng chúng sanh. Và có 4 pháp, nghĩa là từ bi hỷ xả. Này thì Nam, Bồ Tát đã dùng các phép thanh tịnh như trên để thanh lọc thân tâm, cần phải hai thời: lúc Phật xuất hiện giữa đời, lúc duyên giác ra đời. Này thì Nam, chúng sanh tu tập pháp lành có 3 điều phát sanh. Một, nhờ nghe mà phát sanh. Hai, nhờ suy nghĩ mà sanh. Ba, nhờ tu tập mà sanh. Hai điều nghe và suy nghĩ thì ở trong hai thời, còn do tu tập mà sanh thì không hạn định trong hai thời. Này thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm thanh tịnh dễ như vậy không khó,
Ngược lại, Bồ Tát tại gia hành thanh tịnh giới như vậy mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên, sâu ác ràng buộc. Phẩm 16. Trừ các điều ác. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Bồ Tát đại tòa giới ưu Bồ Tát nếu có các điều ác trong hay ngoài và các nhân duyên bất tịnh, làm sao xa lìa được? Phật dạy này thiện nam, Bồ Tát nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, thì tâm người ấy nên tu tập niệm Phật. Nếu người chỉ tâm tu tập niệm Phật thì sẽ xa lìa được trong hay ngoài các điều ác và nhân duyên bất tịnh, làm tăng trưởng bi tuệ. Bạch Đức Thế Tôn, phải tu tập bằng cách nào? Phật dạy này thiện nam, nên quán Đức Như Lai có 7 điều thù thắng. 1. Thân thể thù thắng. 2. Sống đúng như chánh pháp thù thắng. 3. Trí tuệ thù thắng. 4. Cửu túc thù thắng. 5. Hành sở thù thắng. 6. Không thể nghĩ bàn thù thắng. 7. Giải thoát thù thắng. Thế nào là thân thể thù thắng? Thân của Đức Như Lai được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, sức mạnh ở mỗi một lóng tay, địch với sức mạnh của cả vạn 8.000 con hương tượng Y Lai Bát Đa. Chúng sanh ưa nhìn, không nhìn chán, ấy là thân thù thắng. Thế nào là sống đúng như chánh pháp thù thắng? Đức Như Lai đã tự được lợi ích, lại còn thương xót cứu giúp lợi đó cho vô lượng chúng sanh, ấy gọi là sống như chánh pháp thù thắng. Thế nào là trí tuệ thù thắng? Đức Như Lai có 4 vô ngại trí, cái bậc thanh văn chuyên giác không thể sánh kịp, ấy là trí tuệ thù thắng. Thế nào là cụ túc thù thắng? Đức Như Lai đầy đủ công hạnh, thọ mạng, trì giới và trì kiến, đó là cụ túc thù thắng. Thế nào là hạnh sớ thù thắng? Đức Như Lai tu tập ba tam muội chính tứ thiền định, thanh văn duy nhất không thể sánh kịp, đó là hạnh sớ thù thắng. Thế nào là không thể nghĩ bàn thù thắng? Đức Như Lai có 6 thứ thần thông thù thắng, thanh văn duy nhất không thể sánh kịp. Đức Như Lai có 10 lực, 4 điều không sợ, đại từ, 3 niệm xứ, đó là không thể nghĩ bàn thù thắng. Thế nào là giải thoát thù thắng? Đức Như Lai đầy đủ 2 thứ giải thoát thù thắng, trừ được chướng trí tuệ và chướng phiền não, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não, trí duyên nơi hai cảnh đều được tự tại, đó gọi là giải thoát thù thắng. Do đó trong khế kinh, tôn giả Sanh Phất đã khen ngợi Đức Như Lai đầy đủ 7 pháp pháp thù thắng. Đức Như Lai phán xét từ bất tịnh cho đến quả chánh giác, chánh đẳng chánh giác vô thượng, hay từ địa trang nghiêm cho đến địa giải thoát, cao hơn đối với hệ thanh văn duyên giác. Do vậy Đức Như Lai được gọi là đấng vô thượng chí tôn. Đức Như Lai tu pháp tam muội không, tam muội diệt, tận định, tứ thiền, quán, từ bi và 12 nhân duyên đều vì lợi ích cho chúng sanh. Đức Như Lai nói không có hai lời nên gọi là Như Lai. Như thuở xưa, Phật từ địa trang nghiêm xuất sanh được quả vị chánh đẳng chánh giác vô thượng nên gọi là Như Lai, đầy đủ chánh pháp vi diệu nên gọi là đại A La Hán, có thể thọ tất cả sự cúng dường của trời người nên gọi là A La Hán, biết rõ chân đế và tục đế nên gọi là chánh biến tri, tu tập nhị nhìn tịnh giới đầy đủ ba minh nên gọi là minh hạnh túc, không còn sinh trong ba cõi nên gọi là thiền tuệ, biết rõ hai thế giới, đó là thế giới chúng sanh và thế giới quốc độ nên gọi là thế giới thế gian giải, khi biết các phương tiện để được phục chúng sanh nên gọi là điều ngự trường phu, có thể khiến cho chúng sanh không khởi tâm khiếp sợ, dùng các phương tiện giáo hóa chúng sanh xa lìa khổ đến an vui nên gọi là thiên nhân sư, biết tất cả các pháp và tất cả hành nên gọi là Phật, có thể phá trừ bốn ma nên gọi là Thế Tôn, học quán Như Lai tu hành giới định tuệ là vì lợi ích chúng sanh, ở trong nhiều đời kẻ oán bất kẻ oán người thân đều xem bình đẳng không sai khác, đoàn trừ sạch tất cả vô lượng phiền não, biết rõ mỗi một chúng sanh là mỗi một phiền não, trong nhiều đời chịu nhiều khổ cực. Đức Như Lai luôn về chúng sanh, nên đối với điều khó bố thí đều có thể bố thí, điều khó nhẫn nhịn được. Phật có hai thứ thanh tịnh, tu hành trang nghiêm thanh tịnh và phước báo thanh tịnh. Nhờ uy lực của hai nhân duyên thanh tịnh này, nên từ khi mới tu 10 pháp lành và 13 la mật, nhờ sau chứng quả 10 lực già, 10 hiệu, không có hàng trời người nào có thể nói nỗi lòng của Ngài được. Đức Như Lai đầy đủ 8 vạn âm thanh, chúng sanh nghe được đều không nhàm chán. Cho nhân duyên như vậy, Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn duyên giác. Này thì nam, nếu người thọ trì giới ưu tắc muốn giới được thanh tịnh, thì nên như thế mà tu niệm Phật. Nếu tu niệm Phật, thì người ấy
được xa lìa các điều ác trong hay ngoài, các nhân và duyên không thanh tịnh, tăng trưởng từ bi trí tuệ, đoạn trừ tham sân si, thành tựu được tất cả các thiện pháp. Này thì nam Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia tâm tu niệm Phật thì không khó, còn Bồ Tát tại gia tu tập như vậy Phật mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc. Phẩm 17 cúng dường Tam Bảo. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ giới của Bồ Tát rồi, làm thế nào cúng dường Tam Bảo? Phật dạy: Này thiện nam, phước điền ở thế gian có ba hạng: một là ruộng báo ân, hai là ruộng công đức, ba là ruộng bần cùng. Ruộng báo ân nghĩa là cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng. Ruộng công đức nghĩa là từ khi được tu được đoạn pháp cho đến khi được chánh đẳng chánh giác vô thượng. Ruộng bần cùng nghĩa là tất cả người cùng khổ. Đức Như Lai có hai phước điền: ruộng báo ân và ruộng công đức. Pháp cũng như thế. Còn chúng ta có ba phước điền: ruộng báo ân, ruộng công đức và ruộng bần cùng. Vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát đã thọ giới rồi và chí tâm sẽ đang cúng dường Tam Bảo. Này thiện nam, Đức Như Lai là kho tàng của tất cả các pháp. Do vậy, người trí phải chí tâm chuyên cần cúng dường các đức Phật hiện tại, hiện còn tại thế hay đã diệt độ, cho các hình tượng nơi tháp chùa. Nếu ở nơi đồng trống không có tháp tượng thì phải chuyên tâm niệm Phật, tôn trọng, khen ngợi, hoặc tự mình làm hoặc bảo người khác làm. Lúc thấy người khác làm khởi vui mừng, như mình có uy lực còn phải dạy bảo mọi người cùng chung làm. Để cúng dường độ đối với tự thân không còn kênh rẽ. Đối với Tam Bảo cũng như vậy, đã có cúng dường không nên sai người khác làm, cũng không vì cúng dường mà cho là hơn người, trong khi cúng dường không hối hận sầu não mà chắp tay cung kính, khen ngợi, tôn trọng. Dù dùng một tiền cho đến nhiều tài vật quý báu, hoặc dùng khăn tay cho đến nhiều khăn tay, hoặc dùng một cành hoa cho đến nhiều cành hoa, hoặc dùng một nén hương cho đến nhiều nén hương, hoặc dùng một bài kệ khen ngợi cho đến nhiều bài kệ khen ngợi, hoặc dùng một lạy cho đến nhiều lạy, hoặc đi nhiễu một dòng cho đến nhiều dòng, hoặc một thời cho đến nhiều thời, hoặc tự mình làm hay chung với nhiều người khác làm để cúng dường. Này thì nếu ai có khả năng như vậy, chí tâm cúng dường Phật Pháp Tăng, nếu như ta còn tại thế mà sau khi ta niết bàn cũng không có gì sai khác. Lúc gặp tháp chùa, nó dùng vàng bạc đồng thiếc, dây chuyền, cờ phướng, lồng bao âm nhạc, hương thơm, đèn dầu giơ lên cúng dường. Nếu gặp tháp chùa mà chim thú đẹp sức mẻ thì phải tu sửa bếp dầu sạch sẽ. Nếu có gió lớn hay nước lửa làm hư hoại cũng nên tự sửa lại. Nếu một mình không đủ sức thì nên khuyên nhiều người khác cùng làm, hoặc dùng vàng bạc đồng sắt đất cây để sửa chữa. Hoặc bị bụi đất bám lâu thì phải tưới quét lau chùi. Nếu quá dơ bẩn phải dùng nước thơm tẩy rửa. Nếu có làm tháp và làm tượng bằng vật báu thì sau khi làm xong dùng cờ phước lồng báu hương hoa dân cúng. Nếu không có báu vật tụi mình không thể làm được thì lấy gỗ đất mà tạo thành. Khi đã xong rồi cũng dùng cờ phước lồng báu hương hoa âm nhạc vân vân mà cúng dường. Nếu trong tháp có cỏ cây dơ bẩn thấy chim thú chết hay hoa héo rụng xuống hôi thối, rắn chuột làm ổ, làm hang ổ vân vân phải hút đi bang lấp. Nếu có tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, tượng đất sét, tượng vàng, tượng bạc, tượng lưu ly, tượng pha lê vân vân thì phải lau chùi sửa sang tùy sức, dùng hương thơm xoa ướp và cũng tùy sức tạo các chuỗi ngọc. Chỉ ít cũng giống giống như tháp của vua Chúa Lô Thánh Vương trong tinh xá, cho nên dùng hương thơm mà tô đắp và dùng đất mà làm tượng tháp, rồi dùng lưu ly, pha lê, ngọc châu, vàng xuyến, gấm lụa, lân khánh, dây cườm mà cúng dường. Lúc tô vẽ hình tượng không được dùng ai dao, sữa, trứng gà, nên dùng nhiều loại hoa sâu lại, hoa rời, dây lụa tốt đẹp, hương sáng, hương bột, hương xoa, hương rời, hương đốt, và trổ lên các thứ âm nhạc, cây muối để cúng dường. Ngày đêm cũng như vậy, không như ngoại đạo chỉ đốt tô lạc đại mạnh để cúng dường, không bao giờ dùng tô lạc xoa vào tháp, vào hình tượng, cũng không nên dùng sữa mà rửa, không nên tạo hình tượng Phật thân có một nửa. Nếu có hình tượng nào không đầy đủ, phải bảo người tu sửa lại. Sau khi đã hoàn thành rồi mới thỉnh ra, thấy hình tượng bị hư hoại, nên chí tâm cúng dường, cung kính cũng như đối với tượng tốt đẹp.
cũng như vậy phải đích thân làm, nếu tự mình không có khả năng nên nhờ người khác làm, khuyên mọi người giúp đỡ. Nếu có người dùng báu vật trong bốn châu thiên hạ cúng dường Như Lai, cũng có người chỉ đem đủ mỗi công đức tôn trọng khen ngợi chứ không cung kính, thì bước đức hai người như nhau, nghĩa là thân và tâm của Đức Như Lai đều đầy đủ. Thân thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và đầy đủ đại lực. Tâm thì có 10 lực, 4 điều không sợ, đại bi, 3 niệm, 5 trí tam muội, 3 thứ pháp môn, 11 thứ không quán, 12 duyên trí, vô lượng thiền định, đầy đủ 7 trí và có thể vượt đến bờ của 6 pháp ba la mật. Nếu có người dùng những pháp như vậy khen ngợi Phật thì người ấy gọi là bậc chân chánh cúng dường Phật. Thế nào là cúng dường pháp? Này thiện nam, nếu thưa cúng dường 12 bộ kinh là cúng dường pháp. Thế nào là cúng dường 12 bộ kinh? Nếu chí tâm cung kính, thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng đúng như lời nói mà thực hành, đã tự mình làm, đã khuyên người khác làm, đó gọi là cúng dường 12 bộ kinh. Nếu có thể biên chép 12 bộ kinh, đại biên chép, rồi lại cúng dường nhiều thứ cúng dường cho cúng dường Phật. Nếu có người thọ trì đọc tụng kinh điển như vậy, đó là cúng dường pháp. Lúc cúng dường pháp cũng như cúng dường Phật hoặc có pháp là có căn tánh Bồ Tát duy giác ba căn ba đế, nếu tin như vậy gọi là cúng dường pháp. Nếu có người cúng dường bậc phát tâm Bồ Đề, thọ trì giới cấm và những người xuất gia hướng đến quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán gọi là cúng dường tăng. Nếu có người có thể cúng dường Tam Bảo thì nên biết người ấy trọn không xa lìa mười phương Như Lai, thường cùng chư Phật trong các hành động đi đứng nằm ngồi. Này thiện nam, nếu có người nói dù nhiều hay ít như sự cúng dường ba phước điền trên, thì biết người này trong vô lượng kiếp đã hưởng nhiều lợi ích. Này thiện nam, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia cúng dường Tam Bảo không lấy làm khó, còn Bồ Tát tại gia cúng dường Tam Bảo mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xuất ràng buộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.